Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái outro cho video YouTube, hoặc nói cái khác nó là cái end screen annotation cho cái YouTube video của bạn. Thì thêm cái này thì đơn giản thôi, nhưng mà trên kênh của mình có cháu gì hay cháu hỏi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhanh thôi. Đầu tiên các để hiểu rõ thì các bạn lên Google nhé, các bạn search cho mình là end screen YouTube duration nhé. Đây, tức là ở đây là cái trang hỗ trợ của Google này, nó giải thích này, tức là end screen là cái phần cuối của video hoặc là tức là phần outro ấy, của video YouTube, và nó có độ dài tức là được thêm vào trong cái khoảng từ 5 đến 20 giây ở cuối mỗi video YouTube. Thì ở đây tức là nó sẽ từ 5 đến 20 giây nhé. Và YouTube thì nó có sẵn các cái form sẵn cho các bạn rồi. Tuy nhiên là nếu như mà bạn nào mà không thích ấy, bạn nào cẩn thận ấy, thì bạn có thể tự tạo cái form đấy ở trong phần mềm. Ví dụ ở đây Filmora chẳng hạn nhé, mình có một cái video đúng không, video ở đây, sau đấy mình kiếm một cái ảnh này gọi là end screen annotation, kiểu như này này, sau đấy mình sẽ thêm vào cuối video, tức là bất kỳ một dự án nào cuối video mình sẽ thêm cái ảnh này vào, sau đấy mình chỉnh cái duration nhé. Thường mình sẽ để cái duration nó khoảng tầm 20 giây, 20 giây cho tất cả các video YouTube của mình. Mà đôi khi mình cũng chẳng để cái kiểu hình như này làm gì cả, tại vì mình chỉ để một cái khoảng đen thôi. Thì để cái khoảng đen thường mình sẽ để như này, mình đi vào phần sample color này, xong rồi đi vào phần black này đó, mình lấy một cái black này. Thực ra có rất nhiều màu ấy, mình bạn không thích màu đen thì bạn có thể chọn màu khác được. Sau đây mình chọn duration, chọn duration để mình đổi nó thành 20 giây đấy, từ 00 à đây là 0020 này. Đấy, enter, tức là mỗi một cái enter là sao? Ok, tức là mỗi một cái video thì mình đều có một cái phần là khoảng 20 giây này, tức là vẫn kèm nhạc nhé. Tất nhiên là phải có nhạc rồi, các bạn phải cho thêm một tí nhạc vào, hoặc là kéo dài cái khoảng nhạc của các bạn ra. Ví dụ cái phần này này, phần cuối này có nhạc này nhé, cho nó tức là cho nó kiểu người xem người ta không đỡ chán ấy. Đây, ví dụ đến cắt đến đoạn này, đây đến đoạn nhạc này thì mình mới cắt cho nó hết này. Đây là cái video, ví dụ video có một cái end screen như thế này, tức là có cái màn hình đen này, còn màn đen này sau phần cuối này mình có thể add thêm video hoặc thêm cái nút đăng ký các thứ ở trong cái YouTube Studio. Còn đây, còn nếu mà như các bạn mà muốn tìm cái này nhé, muốn tìm cái phần phần cái ảnh mẫu này thì các bạn cũng lên Google các bạn tìm thôi, các bạn chuyển sang phần image nhé. Đấy, sau bạn tìm end screen YouTube này, template. Các bạn nhớ là, nhưng mà cái việc này ấy, thì nó hơi nguy hiểm một tí là nếu như mà người ta không cho dùng ấy, hoặc là cái người nào mà người ta tạo ra mấy cái end screen template này ấy, mà người ta đánh bản quyền mình thì mình cũng phải chấp nhận, mình chịu. Thế còn nếu mà chắc cú thì các bạn có thể kiểu dựa vào cái mẫu này xong về làm dùng Photoshop thì các bạn tạo ra đây, tạo ra nhiều các mẫu khác nhau này. Đấy, ví dụ như lúc nãy mình cái mẫu đấy mình chọn ở trong phần gaming nhé. End screen ở đâu, yellow không phải, trong phần gaming thì nó sẽ có cái đây, trong cái phần gaming này, ví dụ nó có nhiều mẫu đẹp, mấy cái mẫu này thôi. Mẫu này thì đơn giản thì các bạn có thể chọn vào đây, ví dụ thanks for watching này đúng không, your channel ở đây thì không cần, cái này nó có chữ your channel không được, hoặc là subscribe này, for more update videos stay connect này, ok này. Đây cái này hoặc cái đơn giản nhất đi, watch more video hoặc subscribe này, sau bạn chọn cái này, sau bạn save image, chọn nó, save nó lại, tức là lưu cái ảnh lại, ảnh end screen đó, ảnh end screen, ok, rồi đặt ở desktop thôi. Thì khi mà bạn về desktop rồi nhé, ở desktop này, mỗi lần mà làm video ấy thì các bạn kéo vào trong Filmora, bạn kéo vào đây, bạn đặt nó vào cuối này, đặt nó vào trong media này. Bạn có thể đặt nó vào share folder nếu như bạn dùng nó nhiều, sau đó bạn kéo đây, kéo đây, hoặc đặt đổi cho cái chiều dài duration nó như này đó. Đấy, như này là bạn có một cái outro cho YouTube video đơn giản đúng không? Còn ví dụ nhé, sau khi mà bạn có một cái outro rồi mà bạn lên YouTube mà bạn chẳng hạn bạn đăng nhé, bây giờ mình ví dụ mình đăng cho các bạn một cái nhé, đăng một cái video ví dụ thôi, video mẫu thôi, đây video test này, mình đăng nó lên nhé. Thì trong trong YouTube nó sẽ có mấy cái mẫu cho mình chọn. Đây, các phần này thì không cần, mình sẽ bỏ qua phần này rất là nhanh. Ok, mình bấm next này, monetize này mình để là không đi, off đi, done đi, next này,
Đây, đợi một tí nhé. Bao giờ nó process xong ấy thì nó sẽ cho phép bạn thêm cái end screen. End screen này từ cái bản chất của YouTube Studio nó cũng có rất là nhiều mẫu rồi. Nào là có video này, có playlist này, rồi là có nhiều video này, hoặc là một video bạn chọn này, hoặc là video tốt nhất cho người xem này. Để tí mình chỉ các bạn cái mình hay dùng. Đây các bạn kích vào nút này, add video này. Đây là end screen nhé. Rồi, end screen này các bạn có nhìn thấy này. 1 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 này, 9 10 này, rất là nhiều mẫu này. Ví dụ này, cái này hoặc là một video một subscribe. Ở đây có hai video nhé. Ví dụ đây mình sẽ để cái kênh của mình ở chỗ này. Không, mình chuyển cái video ra chỗ này. Đây là một video, chỗ này thiếu một video đúng không? Mình muốn add thêm thì mình kích vào nút này. Add element này, xong mình có thể thêm video hoặc playlist này, hoặc là một cái kênh nào đấy, hoặc một cái đường link thì mình sẽ add thêm một cái video nữa. Đây most recent upload là cái video mới đăng gần đây. Đấy, như này thôi. Thì mình kích vào save là xong. Các bạn nhìn này, đây nó sẽ xuất hiện ở khoảng 5 giây cuối cùng, tức là 5 giây hoặc 20 giây, nó tùy vào cả YouTube nó quyết định nhé. YouTube nó quyết định nếu mà video của bạn dài ấy, thì nó sẽ để khoảng 20 giây. Chứ còn nếu mà video của bạn ngắn như cái này, video test này khoảng mười mấy giây thì nó sẽ để khoảng 5 giây cuối cùng. Đấy, các bạn kích vào save. Lần sau nếu mà các bạn muốn điều chỉnh cũng được nhé. Các bạn có thể vào đây bạn edit này. Đây bạn kích lại vào đây bạn edit này. Đó, edit bạn chỉnh vị trí nó ra chỗ khác cũng được. Đấy, vị trí này. Nhưng mà các bạn chú ý là nếu như mà nó chèn lên nhau ấy, thì nó sẽ không không được nhé. Còn lại không ấy, thì các bạn có thể chỉnh lung tung cái đó cũng được. Đấy, đơn giản thế thôi, là làm nào để các bạn có thể chèn vào intro và YouTube của bạn. Nói chung thực lòng ấy là mình thì mình rất là lười, thế ra mình chỉ để một cái gọi là cái đoạn cuối cùng nó đen đen thế à. Có tí nhạc thôi, còn mọi người xem thì người ta sẽ kích vào đấy, người ta lựa chọn là xem tiếp ở trên kênh của mình, hoặc người ta có thể xem video khác ấy, tùy. Thế còn nếu mà bạn nào mà bạn tức là bạn muốn là đẹp ấy, thì các bạn nên design riêng, có thể download trên mạng, hoặc là có thể design riêng, ví dụ là xem thêm video ở đây, hoặc là đăng ký kênh ở đây, hoặc là có promote cho kênh khác, đấy là tùy. Ok, video hôm nay làm ngắn gọn thế thôi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.